Quên nhắc mọi người là đi chơi bên đây là tốt nhất là nên đem theo một cái túi ni lông như thế này để đựng rác và xách theo, tại vì ở bên đây nó không có thùng rác, hiếm dữ lắm thấy một cái thùng rác đó. Cho nên là tốt nhất là cứ có một cái túi ni lông sẵn trong giỏ mình đó để có. Đây là trúc đã vào bên trong lâu đài. Mọi người đều xách theo cái túi dày. Nhìn bên trong nhìn hay hay ha. Người nhìn ở cái chỗ ra lâu đài, cái chỗ mang giày lại, người ta để cái này để mang giày nè, mang giày cho dễ, kiểu mang mấy giày thể thao mà người mình để đây xong rồi mình móc vô giày cho nó dễ. Trời, thấy người Nhật người ta rất là chu đáo. Trúc đang ở trong khu vườn gần cái tòa lâu đài rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều, 6 giờ thì cái vườn này người ta đóng cửa. Mà cái vườn này nó to lắm, nãy Trúc thấy trên bản đồ á, không biết là có đi xem hết đây không. Đây nè, đẹp chưa, trời ơi. Nước trong veo, nhìn con cá kìa, nhìn hai con chứ. Ba con luôn. Hồi nãy ngoài chưa thấy gì, bây giờ vô đây bắt đầu là thấy đẹp rồi đó. Trời, cá kìa, cá kìa. Trời ơi, tôi đang ở đâu đây trời. Ủa, hai ông kia đã bên đó rồi. Đẹp quá. Một cảnh khác nữa. Trời, mấy con cá ở đây nó mập dã man. Trong đây thơm mùi cây cỏ lắm, không có kiểu ô nhiễm như bên ngoài. Trời, mọi người coi mấy con cá nè. Trúc nhìn trong tivi, Trúc cứ tưởng là nó nhỏ lắm. Ồ, tưởng nó nhỏ lắm mà bây giờ nhìn ở ngoài mới thấy là nó to, to như quỷ á. Ok, bây giờ tụi mình đi ăn thịt bò cô bê mừng sinh nhật anh hai. Tới nơi rồi. Tầng 2. Đây. Cái nhà hàng Trúc đi đây. Cô Gia. Tôi chốt đáng trong nhà hàng rồi. Không hiểu sao vắng không thấy ai. Nhưng mà chốt qua trên mạng cái nhà hàng này là có một trong năm nhà hàng có thịt Kobe ngon nhất ở Osaka. Đó, nên là mới lại đang thử mà thấy sao vắng quá. Nó tự nhiên nắm mắt. Sinh nhật anh. Còn đó chơi chứ. Anh hẳn thích ăn thịt bò lắm. Cho nên là sinh nhật ảnh dẫn. Đây người ta dọn thịt bò lên. Miếng này đắt nhất nè, tên miếng này. Thank you.
kêu ba miếng thịt bò khác nhau á, thì để thử mỗi loại coi như thế nào, thì tất cả đều là của Kobe á. Miếng này là miếng rẻ nhất. Arigato gozaimasu. Hồi nãy Trúc nhầm á mọi người, cái thịt mà rẻ nhất đó, nó không phải là Kobe beef mà là black beef gì của Nhật á. Hai cái này mới là thịt Kobe nè, nhưng mà hai cái này thì có loại rẻ hơn và cái loại mắc hơn. Thử cái này nha. Trúc thì chỉ thích ăn thịt bò chấm muối thôi, không thích chấm sốt gì hết. Chấm muối nó mình cảm nhận được cái vị ngọt của thịt bò. Ngon quá đi. Nó tan ở trong miệng. Trời ơi. Arigato gozaimasu. Cái này là mắc nhất. Cái này là mắc nhất mà. Cái này là rẻ hơn tí, để thử coi. Có gì thử coi cái gì khác nha. Chút thấy hai cái đều mềm. À, đó là cái này nó mỡ nhiều hơn cái này. Hai cái đều rất là mềm. Hai cái đều rất là mềm nhưng mà cái này nè nó mỡ. Cái mà rẻ hơn nó mỡ nhiều hơn. Cái này thì ít mỡ hơn nhưng mà độ mềm thì như nhau. Tại vì có nhiều người người ta không thích ăn mỡ, thì có thể người ta sẽ chọn cái mắc nhất này. Còn em thích ăn mỡ thì chọn cái này. Ngon lắm, trời ngon lắm mọi người ơi. Qua đi đi Nhật là phải ăn thịt bò Kobe nha. Cùng được một kem nữa. Được một ly trà nóng nữa. Sung sướng, nói chung là bữa ăn hôm nay rất là đáng tiền mọi người ơi. Thì cái menu mà thịt bò Kobe mà ngon nhất á là khoảng Trúc lấy 100 gram là 12.000 yên. 12.000 yên, khoảng 2 triệu mấy. Trúc lượng khoảng 2 triệu rưỡi. Mà ăn nó ha mọi người không? Có khai vị thịt bò rồi, có salad rồi súp rồi kem rồi trà nóng nữa. Đổi gì nữa đúng không? Hello mọi người. Hôm nay là thứ bảy. Bây giờ thì Trúc với anh Hải đang ở ga. Tí nữa thì tụi mình sẽ lên tàu để đi về Tokyo. Bây giờ tụi mình ăn cái gì tí? Đói bụng quá. Lần nào vlog cũng toàn ăn thôi mà. Mà thực sự thì mỗi lần ăn cái là có hứng muốn lắm với mọi người. Nó chơi chứ ăn để ngon không để giới thiệu làm việc của bạn cho mọi người nữa đúng không? Nhưng mà hôm nay thì Trúc ăn ở một cái chỗ ở trong ga, thế là Trúc không biết nó ngon hay không. Ăn đại mọi người thấy không? Nó có cái ấm giống như là cái bình trà xong rồi nó chế nước súp vô vậy đó. Thấy ngộ ngộ nên vào ăn thử. Đây, cái này nó như thế này. Xong cái này nước súp nhé. Không biết nóng hay lạnh, nóng. Xong mình sẽ chế vô đây. Ngon lắm mọi người. Cái nước súp nó ngon lắm. Thì giống như ăn cơm với canh thôi, nhưng mà cái gu là của Nhật. Nhưng mà ngon hơn. Đây mặt Trúc hơi ghê. Trúc chỉ để kem cho mấy điểm không? Chứ tí son. Không mấy cách gì hết, chỉ để cho mày. Ngon quá. Trúc đã lên tàu rồi. Tokyo mất khoảng bao lâu xe? Giờ tới Tokyo khoảng gần 3 tiếng á. Gần 3 tiếng. Chắc ngủ quá. Hi, tụi Trúc tới Tokyo rồi. Tới 5 giờ mấy chiều. Xong mà tìm đường, tìm nhà cũng mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ là 7 mấy tối rồi. Mình lại đi ăn. Hôm nay thì ăn ramen.
đói bụng quá, đói bụng dám ăn. Ê mà tôi thấy ở Tokyo đi lại nó cũng hơi mệt á. Nghĩa là mấy cái tàu nó không có thông nhau. Ví dụ từ bên này tới bên khác có khi là mọi người phải đi lên mặt đất xong rồi đi qua cái bến đó, chứ nó không có thông với nhau á. Đi mệt chứ sợ lúc nãy nó kéo bao nhiêu là hành lý. Mà thật ra không phải là chỉ ở Tokyo mà từ bữa giờ lúc đi ở bên Nhật là vậy á. Thấy mấy bến metro nó, mấy bến metro subway với lại là tàu lửa hay là mấy cái tàu khác á, nó không có thông với nhau. Trời ơi, có những cái nó thông còn có những cái nó không có thông. Nhiều khi mình phải lên mặt đất xong rồi đi qua cái bến kia, mất bao nhiêu là thời gian, rồi thời gian mình phải tìm đường cái thứ nữa. Nói chung là đi lại đây mất thời gian mà mất tốn tiền. Ở đây ăn uống thì tôi thấy rẻ đó, nhưng mà đi lại thấy mắc quá, tốn tiền quá. Không, sao, có gì muốn nói không? Hello các bạn, xin chào các bạn. Hết rồi hả? Chắc thế thôi. Khu này là khu Shinjuku, đông người dã man. Ôi trời, Trúc đang ở trong cái khu ăn uống, trong một cái mall lớn ơi là lớn. Thơm quá, vô đây đói bụng quá. Thơm dã man. Đây, Trúc đã tới được cái tiệm ramen ngon ngon nè, Ippudo. Nhưng mà mọi người hãy coi, đây là cái hàng người ta xếp để ăn. Nè, ở Nhật mỗi lần mà vô nhà hàng nào người ta cũng có một cái gỗ hoặc là một cái gì đó để mà mình để túi ở phía dưới đó. Đó, mọi người thấy người ta chú đáo ghê chưa? Chỉ có ở Nhật Bản thôi. Tên tên chút lấy thịt heo, còn anh Hải lấy thịt gà. Anh trộm rồi, em chưa được quay anh trộm rồi. Còn hai người bạn chút thì lấy thịt heo. Đây là dessert của Trúc là pudding trà. Còn của anh Tùng mới ngồi qua nhìn như tô mì, tô bánh đông á. Mà này chắc kiểu giống chè. Ăn xong rồi chút. Tụi mình ăn xong rồi, bây giờ thì sẽ đi dạo ở khu Golden Gate. Là một cái khu tập trung nhiều quán bar ở khu, ở chỗ Shinjuku này. Kiểu toàn mấy cái quán bar nhỏ nhỏ nhỏ, xong rồi nó nằm sát bên nhau hai bên, mọi người thấy không? Khu đường này cũng hay nè. Tới nhà thuê Airbnb rồi. Chỗ thuê là thuê chung với nhiều người nữa, nhưng mà ý là kiểu mỗi người một phòng á, chứ không phải là ở chung một phòng mà ở nhiều giường. Thì đây cho mọi người xem coi cái phòng nha. Đây là cửa ra vào một cái. Xem trong phòng thì nó như thế này. Nhìn như phòng khách sạn nhé. Ở ngoài thì toilet với phòng tắm chung. Đây là cửa ra vào. Đây là toilet. Không thấy đèn ta.
còn đây là phòng tắm. Phòng tắm rất là đẹp, nhưng mà phòng tắm chung mà thôi cũng được đi, con mới giặt cái này rất là giặt đồ. Nói chung là ở chung thì cũng không thoải mái lắm, nhưng mà có cái phòng riêng như vậy cũng được, sạch sẽ. Mình rất để ý mấy cái nhà bên Nhật á, thấy người ta kiểu nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó sạch sẽ gọn ghẽ, với cái gì nó cũng hiện đại hết á, nhìn hết lắm. Với được cái nữa là giá nó cũng không mắc á. Cái phòng này rất hay, trả bao nhiêu ta, hình như bao nhiêu tiền anh, 40 đô một đêm hay sao? 118 mà hai người, mà mỗi người 4 ngày 4 đêm. Cái gì 4 đêm? Thì chắc thứ bảy đi nhỉ, và là 30 người một đêm. Ừ, là khoảng 30 một, vậy là một đêm khoảng, ủa vậy một đêm 60 lần hả? Ừ. Ủa vậy hả? Nếu mà 60 thì cũng không phải là rẻ lắm ha. Mà thôi cũng được đi, tại ở Tokyo mà. Với lại là ở gần metro nữa, gần subway nữa. Cái bên luôn. Thôi vậy cũng được. Bây giờ thì Trúc đi tắm, chuẩn bị đi ngủ đây. Ngày mai chưa biết đi đâu. Tí nữa lên mạng xem. Hello mọi người, hôm nay là chủ nhật, ngày đầu tiên Trúc ở Tokyo không? Ngày thứ hai hay ngày đầu tiên ta? Tại vì mới tới tối hôm qua. Thôi cứ tính hôm nay ngày đầu tiên đi nha. Bây giờ Trúc trang điểm để ra đường. Trời ơi, bức xúc quá mọi người ơi. Biết sao? Trúc bị mất đồ. Mà tự mình làm mất mà không kiếm lại được luôn. Không biết mọi người giống giống không? Tự nhiên ngồi trang điểm, cái mới để cái này đây, tự nhiên nó biến mất, mất tiêu luôn, không tìm lại được luôn. Mà Trúc bị mất 3 món luôn chứ. Nè nha, hôm bữa đang ngồi vẽ eyeliner, xong cái để cái nắp ở đâu á, không biết, không tìm được. Đứng dậy nhìn xuống sàn, nhìn đủ thứ hết, không tìm được luôn. Xong mất luôn cái nắp của cái eyeliner Kat Von D nè. Xong Trúc phải lấy cái phim thức ăn á, Trúc bịch lại. Còn cái nắp này là cái nắp vẽ chân mày, cây chân mày của NYX. Nhưng mà nó đâu có khớp nhau đâu, thì Trúc gắn đỡ, gắn nó đâu có vừa. Xong Trúc phải lấy cái phim đồ ăn Trúc bọc lại đỡ, bữa giờ Trúc chưa lấy ra xài thử, không biết còn xài được không. Đó, một chuyện bị mất. Xong ngày hôm sau ngồi vẽ chân mày, Trúc có cây cái gì, cái cây vẽ chân mày của NYX, cái cây mà giống cây Deep Brown của Anastasia. Xong cái ngồi vẽ cái để nó mất tiêu luôn, chỉ để vòng vòng mình thôi, xong mất luôn, không tìm lại được luôn, và không biết nó đâu luôn. Mà Trúc đổi khách sạn hồi Trúc còn ở Kyoto á, đó tự nhiên cái mất luôn, lãng xẹt. Xong hôm nay chứ, mà hôm qua chứ, hôm qua cũng dọn nhà, hôm qua dọn nhà ở Osaka, xong phát hiện tự nhiên mất cái hộp kem chưa khuyết điểm của The Same mà lâu lúc hai mùa lúc mua ở Hàn á, tự nhiên mất tiêu luôn, giờ tìm lại cũng không thấy luôn, lãng xẹt thiệt chứ. Trời ơi, tôi chán tôi gì đâu. Đây, cái eyeliner của Trúc nó hư rồi, nó đâu khô khóc khô queo rồi, thì là chán. Ta-da. Hôm nay Trúc bắt chước mấy bạn Nhật để má hồng ở dưới mắt nè, mẹ không nhìn cũng xinh. Nhìn lạ lạ, Trúc thấy mấy bạn Nhật toàn là đánh ở dưới mắt vậy không, nhưng mà đánh còn đậm hơn á, Trúc là Trúc không dám á, Trúc chỉ đánh nhạt nhạt vậy thôi, nhìn cũng vui buồn. Bây giờ đi làm tóc tí nè, mọi người thấy toilet ở bên Nhật không, ở trên là nó có lavabo rửa tay luôn, khi mà mình dọi xong thì trên đây sẽ tự nhiên đổ nước cho mình rửa tay.
quả là xịn. Người Nhật thật là chu đáo. Nhìn mình giống đi hát tuồng chèo. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra khu Ginza, sau đó thì mình sẽ ra khu Harajuku.